Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị. Hôm nay sẽ là Nếu biết trăm năm là hữu hạn của Phạm Lưu Ân. Khi mình hỏi bạn bè mình, nếu biết trăm năm là hữu hạn thì tính làm sao? Mình đã nhận về rất nhiều những câu trả lời kiểu như mình sẽ ngủ nhiều hơn, sẽ đi ăn hàng nhiều hơn, sẽ đi du lịch nhiều hơn. Trời đất ơi, làm gì giờ mới biết trăm năm là hữu hạn vậy á? Lừa tôi à? Ai mà không biết trăm năm là hữu hạn chứ? Hồi xưa coi mấy phim TVB hay nghe cái câu mà người không vì mình trời tru đất gì, cảm thấy ủa kỳ ghê, sao sống như vậy được vì nó quá ích kỷ đi. Nhưng sau khi mình đọc nếu biết trăm năm là hữu hạn rồi, mình lại nhận ra điều này cũng thật là hợp lý. Chung quy thì mình làm bất kỳ việc gì cũng vì chính bản thân mình thôi, ngay cả những việc tốt mình muốn làm cho một ai đó thì cũng là bản thân mình muốn làm cái điều đó cho người ta. Mà sau khi người ta tiếp nhận cái lòng tốt của mình rồi, người ta quên bẵng luôn, một thời gian quay lại cắn mình một phát thật đau, thì mình cũng chẳng có tư cách gì để nói với người ta rằng là ê, tôi đối xử với bạn tốt như vậy mà sao giờ bạn đối xử với tôi tệ vậy. Cái chuyện tốt mình muốn làm mình đã được làm rồi, có liên quan gì đến người ta đâu. Và cho dù thời gian có quay trở lại đi chăng nữa thì mình cũng vẫn làm như vậy thôi. Và đó chính là cái điều mình cảm thấy tâm đắc nhất sau khi đọc Nếu biết trăm năm là hữu hạn từ cách đây rất là lâu rồi. Và dạo gần đây á, tình cờ phát hiện ra là có rất là nhiều những cái trích đoạn của sách nằm trong các đề thi văn cấp 2, cấp 3. Có nghĩa là các thầy cô phải nhận định là các bạn học sinh trong cái lứa tuổi này đã có thể thẩm thấu được những cái thông điệp mà tác giả gửi gắm. Cho nên mình quyết định đọc lại và sau đó mình quyết định review nó, bởi vì mình vẫn thích nó như lần đầu gặp gỡ. Và vừa đọc thì vừa giật mình đột đột luôn, bởi vì có quá nhiều điều đã thấm vào mình từ lúc nào mà mình không nhận ra. Hóa ra là những cái quan niệm của mình về tình yêu, về hạnh phúc, về sự chờ đợi, về tự do, rất là nhiều điều đều được định hình từ chính quyển sách này. Phạm Lưu Ân là bút danh chung của hai vợ chồng Đặng Nguyễn Đông Vi và Phạm Công Luận. Đây là hai nhà báo rất là kỳ cựu và cũng có tuổi rồi. Nhưng mà nếu biết trăm năm là hữu hạn là được viết bằng những cái ngôn từ rất là giản dị, rất là giàu chất nhạc và giàu hình ảnh, đặc biệt gần gũi với người Việt trẻ. Nó không phải cái thể loại mà nhân danh người lớn để bảo mình phải làm thế này làm thế nọ, cũng không phải cái kiểu mà hô hào triết lý. Đọc nếu biết trăm năm là hữu hạn cảm giác giống như là mình đang đi cắm trại với một gia đình, xong rồi giữa bầu trời sao, bên cạnh ánh lửa bập bùng và tiếng đàn guitar, ba mẹ kể con nghe, anh chị kể em nghe, con kể ba mẹ nghe những trải nghiệm của đời mình bằng những câu chuyện rất thật, bằng những trái tim rộng mở đầy lắng nghe, đầy chia sẻ và thấu hiểu. Chỉ có điều một đêm thì chắc không thể nào kể hết được hơn 40 cái câu chuyện này đâu. Và vì là lần thứ hai đọc lại cho nên là mình đã lật một lục ra để tìm ngay cái bài có cái tựa đề là Nếu biết trăm năm là hữu hạn, để xem thử chủ đề của quyển sách này là cái gì. Vì mình đọc lâu quá rồi, mình cũng không nhớ quyển sách này viết cái gì nên chỉ nhớ là nó rất là hay thôi. Và trong cái bài viết này thì tác giả đã chốt hạ một câu: nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu. Thế là mình lại lật một lục ra, mình tìm xem có cái bài nào định nghĩa thế nào là sống thật sâu không. Nhưng mà không có. Muốn cảm nhận thế nào là sống thật sâu thì cứ bình tĩnh, thong thả đọc từng bài, đọc tới đâu thấm tới đó. Chuyện gia đình, chuyện ước mơ, chuyện góc nhìn, chuyện thành bại, rất là nhiều những cái câu chuyện gần gũi với người Việt trẻ. Những cái thông điệp rất là giản dị, cứ thấm vào người đọc và nó giúp cho mình nhận ra, mình hiểu bản thân mình nhiều hơn, bớt phán xét người khác và vui vẻ với cái sự lựa chọn của mình. Tư duy nó sẽ quyết định hành động. Và nếu biết trăm năm là hữu hạn, mang lại cho mình cái thứ tư duy tích cực và mình lựa chọn sống tích cực. Còn bạn, nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, bạn tính làm sao? Để lại chia sẻ của bạn trong phần comment và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé!